Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Ở nội dung video hôm nay thì em sẽ cho các anh chị thấy cái kết quả sau khi em cắt tỉa làm lại tán cho những cây hoa hồng vào mùa hè các anh chị nhé. Video này em quay để cho một số các anh chị chúng ta lúc nào cũng nói là mùa hè không cắt tỉa được, tâm phục khẩu phục luôn các anh chị, không còn gì để nói. Đây là những cây hoa hồng các anh chị này, các anh chị nhìn thấy nó to chưa? Vậy em đã cắt cụt hết các anh chị nhé. Đây, cảnh to này. Làm lại tán toàn bộ luôn, làm lại tán cho nó gọn, tán cho nó đẹp. Đấy, bây giờ nó đâm chồi rất là dày và đều các anh chị nhé. Rất nhiều các anh chị bảo là đến mùa mát mới cắt, mùa hè nóng không cắt. Tại sao em cắt được các anh chị thấy chưa? Bởi vì là em biết chọn cái thời điểm để cắt vào mùa hè. Thực tế thì mùa hè không phải lúc nào nó cũng nóng. Hiện nay ở miền Bắc nhiệt độ chỉ có khoảng 27 độ thôi, và chắc chắn nó sẽ duy trì 27 độ đến hết tuần này bởi vì nó đang áp thấp nhiệt đới. Và lý do tại sao mà em lại cắt, bởi vì sao? Em biết rằng tuần tới nó là áp thấp nhiệt đới, mà cây hoa hồng thì chỉ cần khoảng 7 đến 10 ngày nó đâm chồi tua tủa ngay. Vì vậy chúng ta phải tranh thủ chúng ta cắt. Nhiều các anh chị cắt hoa hồng là chúng ta cắt vào cái thời điểm mát mẻ, nhưng khi cây đâm chồi thì lại gặp nắng nóng, thế là nó rụt, nó không phát triển được các anh nhá. Chúng ta phải cắt vào lúc nắng nóng để cho nó thời tiết mát mẻ nó đâm chồi, đừng cắt vào lúc mát mẻ rồi để đến lúc nó đâm chồi nó gặp nắng nóng là nó rụt. Vậy mới thấy người thành công với người thất bại nó khác nhau ở mỗi cái gì nắm bắt cơ hội cho các anh chị. Người thành công là họ biết nắm bắt cơ hội, biết đón đầu cơ hội. Em biết đón đầu cái cơn áp thấp nhiệt đới này, vì vậy là những cái cây hoa hồng của em có thể cắt tỉa thoải mái, thay cành mà nó không bị chột. Đấy, sau khi cắt tỉa xong em bón phân thúc vào thì nó đã phát triển được như vậy các anh chị nhá. Em sẽ cho các anh chị thấy những cái cây hoa hồng nhỏ nữa. À, đây là cây hoa hồng nhỏ các anh chị. Đấy. Sau khi tán nó bung xòe hết thì em cắt giật nó về này. Và bây giờ chồi nó rất đẹp các anh chị thấy chưa? Ra rất đều và gì? Dày. Rất đẹp rồi. Đấy. Vì vậy mới thấy rằng thì chúng ta cắt thời điểm nào trong năm chúng ta cũng cắt được. Vấn đề là chúng ta phải biết đón đầu cơ hội, bắt nắm bắt cái thời điểm thuận lợi chúng ta cắt. Chứ đừng nghĩ rằng mùa hè là không cắt được. Mùa hè, đang mùa hè đây các anh chị. Còn đây là cây Sapa các anh chị nhé. Đấy, cây này là cây Sapa thân già này. Và sau khi em cắt các anh chị thấy không? Nó đâm chồi rất dày và mập các anh chị nhé. Vẫn đóng lụ bình thường. Đấy, mai em sẽ bấm một lửa chồi đi để cho tiếp tục nó phân nhánh. Thì sang nửa sau cây này lại dày tán ngay các anh chị. Đấy, mùa hè vẫn cắt bình thường. Đó là gì? Đó là em biết nắm bắt cơ hội em cắt thôi. Còn thực tế là mùa hè nó nóng, nhưng tại sao em lại vẫn cắt được? Bởi vì em biết rằng sang tuần này nó là áp thấp nhiệt đới. Và chỉ có những người tỉ mỉ như vậy thì mới cắt được cây hoa hồng thôi các anh chị. Chứ còn bình thường là cứ phải sang thu. Đúng không? Mà sang thu cắt cây hoa hồng cực kỳ khó đâm chồi đấy các anh chị. Nó đâm, nó chỉ đâm được một cái chồi này thôi. Còn làm tán cực kỳ khó các anh chị nha. Đây là một cây nữa. Đấy, các anh chị nhìn thấy cái cây nó to chưa? Em cũng cắt xả hết này. Đấy, và bây giờ là sau khi mà áp thấp nhiệt đới nó về, nhiệt độ nó xuống cái em thúc phân gà vào cái là đây này, phân gà các anh chị nhé, phân gà bột nhá, thì tất cả nó đã đâm chồi lại này và rất dày chồi rồi. À, những cành to này vẫn đâm chồi các anh chị nhá, cành nào cũng đâm chồi đây, và chỉ cần nứa hoa thứ hai thôi cây này sẽ cực kỳ đẹp. Còn đây là cái cây hoa hồng cỡ đại các anh chị nhá, cây 10 triệu đấy. To một cổ tay này. À, bây giờ nhú chồi rồi, đẹp rồi, long lanh rồi. À, cành to nhú chồi rồi các anh nhé. Đây đang nhú chồi trắng này. Đấy, đâm chồi rồi đây. 3-4 hôm nữa thì lại đẹp long lanh. Đấy, chồi đây. Chồi đây các anh chị. Gần như là tất cả các cành các anh chị nhé. Đây. Đều đâm chồi lại rồi. Đây các anh chị, đâm chồi lại hết rồi. Vì vậy là chỉ cần khoảng tháng hơn tháng nữa thôi thì cây này lại có một cái tán tùm rất đẹp. Và lúc này sau nữa này thì em sẽ không chơi hoa hệ tán to nữa, em chỉ chơi 1,5 m thôi. Nhưng để cho nó dày tán và nó chơi cái thân này là chính này. Cái thân nó lùn lực như vậy mà có cái bộ tán 1,5 m bên trên, các anh chị nhìn nó khỏe lắm. Và bỏ không luôn, không cần ép không các anh chị nhé. Cây này bây giờ đứng một mình thoải mái. Đấy, gọi là chi lùn các anh chị. Vậy thì mới thấy rằng các anh chị thấy không? Khi chúng ta chăm hoa là chúng ta chỉ cần có tính tỉ mỉ thôi là chúng ta làm được.
chúng ta muốn thành công ấy, các anh chị phải lưu ý là chúng ta học theo những người thành công, đừng nhìn vào cái khó khăn các anh chị nhé. Mình phải đặt câu hỏi là tại sao người ta cắt được mà mình lại không cắt được. Tại sao lại, có phải cây của em nó khỏe không? Thực tế ra cây của em nó cũng không khỏe, mà do em biết chọn cái thời điểm mát mẻ em cắt đó các anh chị. Tức là chúng ta cắt vào cái thời điểm nắng nóng để chọn cái thời điểm mát mẻ nó sẽ đâm chồi. Bởi vì thực tế cái cây hoa hồng của chúng ta khi các anh chị cắt nhé, khi các anh chị cắt thì cứ mặc định là nó khoảng 10 đến 15 ngày nó sẽ đâm chồi. Vì vậy là nếu chúng ta cắt vào thời điểm nắng nóng, nó mất khoảng 4-5 hôm nắng nóng, sau đó nó chuyển sang áp thấp nhiệt đới như vậy, nó duy trì trong một tuần ấy, thì cây này đâm chồi đẹp luôn các anh chị. Và chúng ta khi chồi nó ra rồi thì chúng ta thành công rồi, lúc đấy chăm kiểu gì cũng được các anh chị nhé. Đây là những cái minh chứng để cho các anh chị thấy rằng khi chúng ta chăm hoa ấy, là cái kiến thức, cái kỹ thuật và cái tính tỉ mỉ nó quan trọng ở chỗ nào. Video hôm nay thì em xin phép dừng lại đây thôi. Các anh chị thấy hay hữu ích thì đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ cho mọi người để mọi người cũng biết. Xin chào tất cả các anh chị nhé.